Thưa quý vị, với nhu cầu cao về nhà ở khi dân số thủ đô Hà Nội đang liên tục tăng chóng mặt nhiều năm trở lại đây, những căn nhà có đặc điểm kỳ lạ như siêu mỏng, siêu méo cũng liên tục được xây dựng cốt sao phục vụ được nhu cầu ăn ở của người dân. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến thăm một căn nhà cũng có đặc điểm vô cùng kỳ lạ. Đó là căn nhà siêu nhỏ, thậm chí căn nhà này được coi là căn nhà nhỏ nhất ở thủ đô Hà Nội khi chỉ rộng vỏn vẹn có 2,5 m². Có lẽ trong tưởng tượng chúng ta cũng không thể nghĩ ra rằng căn nhà siêu nhỏ này lại là nơi sinh sống của những người đang cố bám trụ lại để mưu sinh giữa thành phố. Vậy họ đã sống như thế nào trong căn nhà chỉ rộng 2,5 m² này? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua ghi nhận của phóng viên VTC ngay sau đây. Con ngõ nhỏ này có diện tích khoảng 1 mét, tối tăm, ẩm ướt và sâu hun hút. Và nếu đứng từ ngoài phố nhìn vào, có lẽ ít ai có thể hình dung được rằng bên trong con ngõ này đang có nhiều hộ dân sinh sống. Thưa quý vị, nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc phố Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, có một ngôi nhà có thể nói là độc nhất vô nhị khi tổng diện tích của cả ngôi nhà này chỉ vỏn vẹn khoảng 2 m². Vậy thì tại sao ngay trung tâm của thành phố Hà Nội lại có một ngôi nhà đặc biệt như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng theo chân tôi vào bên trong để gặp gỡ chủ nhân của căn nhà có thể nói là nhỏ nhất Hà Nội này. Căn nhà siêu nhỏ này là của ông Chu Văn Cao, một cụ ông đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Cũng giống như những khu nhà nằm sâu trong ngõ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, nếu như không phải người sinh sống ở đây, sẽ khó có thể tưởng tượng được rằng sâu trong con ngõ tối tăm, chật hẹp này lại là nơi ở của rất nhiều hộ gia đình. Có người là người gốc Hà Nội, có người lại từ nơi khác đến, và chủ nhân của căn nhà có thể nói là nhỏ nhất Hà Nội này cũng là người Hà Nội gốc. Chia sẻ với chúng tôi lý do vì sao ông lại sống trong căn nhà chật hẹp nhất thủ đô, ông Cao cho biết, hơn 30 năm trước, vợ chồng ông đầu tư làm ăn thua lỗ, căn nhà rộng khoảng 15 m² ở phố Thuốc Bắc, ông đã phải bán đi để trả nợ. Từ sau thất bại đó, hai vợ chồng ông cũng ly hôn. Ông Cao cũng chuyển lên căn nhà này ở cùng với hai người con. Người con gái đã lớn và lấy chồng, hiện chỉ còn ông và cậu con trai đã ngoài 30 tuổi, sống trong căn nhà chỉ rộng 2,5 m² này. Cái các xếp này, là tất cả các nhà đều làm, tư nhân làm đấy. Anh ở chỗ nào thì cái đường đi đi lại đấy thì làm các xếp đi. Tại vì đông con bắt đầu nó lớn lên thì là phải làm. Thế đây là từ chỗ tự tạo, còn chính cái nhà ở dưới kia. Thôi tôi giờ gian rồi, tôi phải vay tiền ra để đưa cho cô vợ cô làm ăn. Đến lúc tôi thất bát, thành ra là mình phải bán cái buồng đi để giả. Đấy, đơn giản thế thôi. Dạ. À. Thế thì bây giờ là nhà này là có bác với con trai? Không? Còn con trai thôi. Dạ. Ngày xưa nó cũng ở đây với tôi lúc còn bé, 6-7 tuổi. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ nó cũng đi làm. Ta đi một mạch cũng như tôi ngày xưa đi làm, cứ một mạch đến tối mới về, nó lại ăn cơm làm đâu thì ăn đấy. Bây giờ nó cũng thế, cũng làm đâu ăn đấy. Thế là tối anh ấy sẽ về đây. Đi ăn đi làm xong thì 7 giờ hay 8 giờ là xong. Ví dụ buồn ngủ thì về đây nó ngủ xong rồi nằm ngủ ngáy gò khò, trong sáng mai cứ thế là dậy đi làm. Nó quen đấy. Căn nhà của ông Cao thực chất là một kho để đồ trước kia của căn nhà rộng 15 m² mà ông đã bán nằm trên phố Thuốc Bắc. Chính vì vậy mà vị trí của căn nhà này khá kỳ lạ. Nằm dựa vào tường giữa đoạn giao của cầu thang dẫn lên một khu nhà khác trong ngõ 60 thuộc phố Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích căn nhà này của ông Cao chỉ rộng khoảng 2,5 m² với chiều cao chưa đến 1,5 m. Ấy vậy mà nó lại là nơi ăn ở, sinh hoạt, tránh trú mưa nắng của cha con ông Cao hơn 30 năm nay giữa thủ đô Hà Nội. Thế cuộc sống hàng ngày của bác nó diễn ra như thế nào ạ? Đấy, diễn ra thì cũng như mọi người, người ta dậy sớm vậy đi, người thì đi làm, người thì đấy, mình về hưu thì gọi là về hưu, còn mình làm thêm cái gì thì làm, cũng phải tự do. Rồi đến rồi, cũng ngày sinh gần 2 bữa, rồi cũng vui chơi giải trí, rồi lại đi ngủ. Ngày nọ tuyệt đối tiếp ngày kia thế thôi, có gì đâu. Đấy, tôi ở còn dịch vụ ngoài thì vẫn làm thêm đi, vẫn đủ để sinh hoạt. Bên tôi đã nói
mức sinh hoạt của tôi thì rất cân đối và rất cân bằng. Tức là tôi sinh hoạt nó không nhiều, cái gì cũng không nhiều. Và thậm chí không có nhu cầu gì lớn cả. Có những cái mà người khác mà không có ăn uống như thế thì không chịu được. Nhưng tôi lại cảm thấy là thừa. Nó không có nhu cầu ghê gớm. Nó rất đơn giản thôi. Anh nhá, sinh hoạt thế cũng đủ thôi. Để vào được căn nhà siêu nhỏ này, ông Cao hay bất kỳ vị khách nào đến chơi cũng phải xoay người, ngồi xuống bục cửa, co chân, rồi trượt cả người vào bên trong như vậy. Căn nhà độc nhất cô nhị này không có ánh sáng tự nhiên, lại thiếu điện, hạn chế nước, không có chỗ nấu ăn, cũng không có nhà vệ sinh. Toàn bộ gạch tường đã cũ nát, nhiều đoạn đã chóc lở, ngả màu hoe nố. Không có đồ gì giá trị trong căn nhà của ông Cao. Thậm chí nó chỉ đủ để chứa một ít đồ đạc, là những đồ sinh hoạt cần thiết cho hai cha con và để làm nơi ngủ qua đêm. Nhưng vì nó quá nhỏ nên một người nằm thẳng, thì người kia sẽ phải nằm nghiêng và co chân lại. Dù khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng ông Cao chưa bao giờ thấy buồn và khổ, thậm chí ông luôn lạc quan vào cuộc sống. Tôi chả thấy là buồn cả, là tôi vui. Kể cả ra ngoài phố kia, tôi cái cháu ấy, tôi vẫn nói chuyện vui chung á. Chúng nó chả bà thấy tôi buồn. Vâng. Là mình luôn hài lòng với cái cuộc sống. Vâng, cuộc sống mình. Những cái gì mình làm được là giai đoạn trước, thế bây giờ không làm được thì đành được chịu rồi. Tuổi đến cao rồi, 6, 70, 80, đến 90, 90 đó thì đến thế nào nữa. Là mình thấy đúng không? Vâng, tức là mỗi giai đoạn đấy là mình đã qua rồi. Bây giờ không nên níu kéo lại nữa. Níu kéo không được. Chứ không phải cứ bảo, thấy người ta như thế bảo, mình sao tôi không thấy. Cái đó là tôi không nói là về tâm linh, số bệnh. Nhưng mà đấy là... lấy là cái phúc phận của mỗi người. Tôi là một con người vô thần, không bao giờ tôi tin vào số phận, kể cả ngay bây giờ. Thực ra nó đều có những quy luật tiến triển, phát triển mà mình không thấy được, chứ không phải là số phận. Chứ nếu mà mình thấy thì lại không xảy ra. Đấy. Lý luận nó đúng như thế. Nó đều có lập luận. Tất nhiên lập luận lấy được rồi, lập đi lập lại. Nhưng mà ông phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm thì mới thấy được. Còn nếu không thì nó là vô hình, chứ không phải là số mệnh. Nhiều người đặt ra câu hỏi, căn nhà chỉ rộng vòn vẹn 2,5m² như thế này, thì hai cha con ông Cao sẽ sống như thế nào? Chỗ đâu để nấu nướng và vệ sinh cá nhân? Ông Cao trả lời rằng, hơn 30 năm nay, ông chưa từng nấu ăn ở nhà, vì căn nhà quá nhỏ. Chỗ ngủ còn không được nằm thoải mái thì sao có thể nấu ăn. Vì vậy cha con ông thường ăn ở bên ngoài. Dù tuổi đã cao, nhưng bản thân ông Cao nhiều năm nay vẫn tự mình kiếm sống bằng cách ai thuê gì, ông sẽ làm đấy. Có lẽ món đồ có giá trị nhất trong nhà ông là chiếc đèn thắp sáng cho toàn bộ căn nhà và một chiếc quạt nhỏ, một ấm đun siêu tốc dùng để đun nước uống. Do hoàn cảnh khó khăn nên nguồn điện sinh hoạt trong nhà ông Cao cũng do hàng xóm cho dùng ké. Còn nước thì dùng tại khu vệ sinh tập thể và không ai thu tiền của nhà ông. Nơi ở chật chội là vậy, nhưng ông Cao vẫn dành riêng một góc để đóng một cái kệ, đặt một vài quyển sách hay vài tờ báo giấy. Chính những tờ báo hay quyển sách cũ này là những người bạn kết nối ông với cuộc sống bên ngoài khi tuổi đã cao, không còn bạn bè. Người thân họ hàng cũng đã không còn. Trong cái khoảng không gian này thì cái mà như chị nói thì tôi chả thấy có gì quý để mà mình cần. Nếu có đi đó thì đó là ý nghĩ biển vông, không đạt được. Tại vì bây giờ bản thân mình không có đủ điều kiện để mà thực hiện cái ấy. Ví dụ thế, anh bây giờ cứ dẹp cái này nó vừa rồi. Việc gì mà phải đi nghĩ những cái gì nữa cho nó mệt ra, mà nó không thiết thực. Tất cả những người thân của tôi là mất hết rồi. Còn mỗi mình tôi là duy nhất. Nhìn thấy đây này, sách báo này là cái sở thích từ khi tôi 4-5 tuổi đến bây giờ. Bây giờ bảo cắt báo thì không có báo này nữa. Thì tôi lại phải chuyển sang một cách khác. Nhưng còn phải đọc báo, sách. Báo và sách là rồi. Có nghĩa là sách báo là cái nguồn tài liệu cung cấp cho mình những cái nhu cầu. Và mình thấy thỏa mãn thì mình mới thích thú đó. Nhưng nếu không thỏa mãn là sao mà tích trữ được.
Sống trong căn nhà nhỏ này đã hơn 30 năm. Có lẽ chưa ngày nào ông Cao và người con trai của mình được đứng thẳng người vì chiều cao của căn nhà này còn chưa đến 1,5 mét. Cứ vào trong nhà là phải khom lưng, ngủ thì co gối nằm nghiêng. Nhưng với ông Cao, có một chỗ để ngủ, để sống là đã quá tốt với tuổi của ông bây giờ. Ông cũng không có nhu cầu để được sống ở một nơi nào rộng rãi hay tiện nghi hơn, vì ông ý thức được rằng dù có muốn cũng không được. Mình cảm thấy là cuộc đời này mà nó đã cho mình rất nhiều bài học. Những cái gì mà ngoài nhu cầu của mình, có nhu cầu nhưng mình phải làm được, thì cái nhu cầu đó mới xứng đáng, thì nó mới thoải mái. Rồi nhu cầu mà lại không do mình làm ra, mà chỉ là thế lại cho nó này, để mà đạt được mục đích, thì cái nhu cầu là vô ích mà mang hại. Vì thế mà tôi chả suy nghĩ nhiều, chả có cái gì mong cầu hơn cả. Mình muốn cũng không được. Tôi phân biệt rõ ràng ngày xưa thế. Cái gì mình làm được, mình suy nghĩ, mình ước mơ vân vân thực hiện thì phải do mình đặt cái này phải làm. Còn nếu không thì tôi đừng có biển bông. Sống biết đủ, biết chấp nhận và thích nghi với môi trường sống là động lực để ông Cao luôn lạc quan, vui vẻ. Với ông Cao, ở thời điểm hiện tại, ông chỉ mong người con trai của mình chịu khó làm ăn để có điều kiện lấy vợ sinh con. Nhưng có lẽ chính sự mặc cảm với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn cũng là rào cản khiến người con trai của ông Cao đến nay vẫn còn độc thân và chưa biết khi nào mới dám lập gia đình.